chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một con web kiếm tiền hoàn toàn miễn phí nhá, cũng là live TikTok kiếm tiền, ok chưa các bạn? Và con web này bạn có thể rút được số tiền rút đầu tiên là 80.000 và số tiền rút lần thứ hai là 300.000. Với thành viên thường cần mua VIP để rút tiền từ lần rút thứ hai, có nghĩa là bạn có thể rút thành công 80.000 từ lần rút đầu tiên. Đó, thì cái mục đích mình chia sẻ video này chỉ để cho các bạn rút được là 80.000 mà thôi. Các bạn không nên nạp tiền vào những cái web như thế này để có thể kiếm tiền nhá. Bạn rút chơi free cho mình thôi. Rồi thì đầu tiên là bước đăng ký tài khoản, hãy nhập số điện thoại của bạn vào đây nè. Tiếp theo là nhập mã xác nhận nhá. Rồi là đến mật khẩu này, nhập lại mật khẩu này và nhập mã mời cho mình nhá. Bạn có thể lấy link ở dưới đấy để đăng ký các bạn nhá. Tiếp theo là chọn cho mình là phần đăng ký này. Ok, thì đây là con web Padwell nhá. Con web này có thể giúp bạn kiếm tiền hoàn toàn miễn phí từ live TikTok. Đầu tiên hãy chọn cho mình là phần của tôi này. Và mình cũng đã kiếm được là 12.000 từ web này rồi. Hãy chọn cho mình là phần personal này. Hãy nhập là thẻ ngân hàng của bạn nhá. Đây, họ tên thật của bạn này. Lưu ý là viết hoa không dấu các bạn nhá. Rồi hãy nhập là cái số tài khoản của bạn vào đây này. Rồi tiếp theo hãy chọn cho mình là nhập tên ngân hàng của bạn. Rồi chọn là thêm nó ngay bây giờ các bạn nhé. Ok, tiếp theo hãy nhập cho mình là cái mật khẩu quỹ này. Mật khẩu quỹ này là rất là quan trọng luôn các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách và hoàn thành nhiệm vụ như thế nào này. Đầu tiên là chọn cho mình là trang chủ nhé. Chọn cho mình là Facebook này. Đó, một ngày bạn có thể hoàn thành cho mình là 3 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ là 4.000. Một ngày bạn có thể kiếm được cho mình là 12.000 nhé. Ở những cái trang web như thế này ấy, thì bạn có thể gửi cho mình một hình ảnh bất kỳ. Nó sẽ không check xem là ảnh đấy bạn chụp là đúng hay sai, mà bạn cứ gửi ảnh là nó sẽ xét duyệt luôn cho bạn luôn. Đó, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay. Đấy, bạn thấy chưa, nó xét duyệt luôn cho mình này. Mình cộng được luôn 12.000 nhá. Con web này thì min rút của nó là 80.000 về tài khoản ngân hàng của bạn. Tuyệt đối không nạp tiền dưới bất kỳ hình thức nào các bạn nhé. Lưu ý điều này cho mình này. Đó, mình chia sẻ cho bạn đến đây thôi. Ok, nếu như bạn muốn biết thêm nhiều những kèo kiếm tiền online và miễn phí như live TikTok kiếm tiền, thì bạn có thể truy cập vào cái kênh YouTube của mình. Mình chia sẻ rất là nhiều những cái app kiếm tiền free từ live TikTok nhé các bạn nhé. Và tất nhiên là bạn có thể rút hoàn toàn miễn phí từ những cái trang web này. Ok, thì bây giờ mình xin phép dừng video tại đây. Nếu như bạn thấy video của mình hay và hữu ích cho bạn, giúp bạn có thể kiếm tiền, thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh YouTube để mình có thể ra được nhiều video hay hơn nữa nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Xin chào bạn, mình là admin của kênh YouTube MMO Official. Hiện tại thì kênh YouTube của mình làm về kiếm tiền online affiliate marketing. Nếu như bạn là người mới, lần đầu tiên xem video của mình thì đừng quên cho mình một đăng ký kênh và bật chuông tất cả lên nhá, như thế này nhá, để bạn có thể không bỏ lỡ được những video kiếm tiền online đến từ kênh của mình. Chúc bạn xem video vui vẻ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.